Trận đấu giữa Inter Milan và Benfica trong khuôn khổ tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu UEFA Champions League mùa giải 2022-2023 diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2023 sẽ được tin bóng đá cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá nhận định ở dưới đây. Cả Inter Milan và Benfica đều đang không có phong độ tốt ở giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải. Đội chủ nhà Inter Milan chỉ thua 1, hòa 3 và thua tới 4 trong 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Thậm chí trên sân nhà, họ toàn thua cả 3 trận. Trong khi đó, đội khách Benfica cũng đang trải qua chuỗi 3 trận toàn thua trên mọi đấu trường. Nhưng bù lại, đoàn quân của huấn luyện viên Jorge Smith lại thi đấu ấn tượng trên sân khách với 8 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trong 10 trận gần đây. Thậm chí, nếu chỉ tính riêng tại UEFA Champions League, thì Benfica bất bại ở 9 chuyến làm khách xa nhà vừa qua với 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Vì thế, những người yêu mến Benfica vẫn hy vọng đội nhà sẽ lội ngược dòng thành công trên sân Giuseppe Meazza của Inter Milan trong trận tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng chiến thắng duy nhất trong 8 trận gần đây của Inter Milan lại diễn ra trước chính Benfica với tỷ số 2-0 trong trận tứ kết lượt đi diễn ra trên đất Bồ Đào Nha cách đây một tuần. Do đó, với lợi thế sân nhà, chỉ cần hòa là thầy trò huấn luyện viên Simone Inzaghi sẽ đi tiếp vào bán kết UEFA Champions League mùa giải năm nay. Về soi kèo nhà cái bóng đá trận đấu giữa Inter Milan và Benfica, theo các nhà cái, Inter Milan vừa tiếp tục gây thất vọng tại vòng 30 Serie A khi tiếp tục thua bạc nhược ngay trên sân nhà trước tân binh Monza. Đó là vòng đấu thứ 5 liên tiếp, họ không biết mùi chiến thắng tại đấu trường Serie A, thậm chí nhận tới 4 thất bại. Với chuỗi trận nghèo nàn này, đội chủ sân Giuseppe Meazza vẫn đang nằm ngoài top 4 và kém vị trí thứ 4 của AC Milan 2 điểm. Sự sa sút của nửa xanh thành Milan đã được thể hiện rõ qua thành tích sân nhà gần đây. Bằng chứng là cả 3 trận sân nhà gần đây họ đều trắng tay và không ghi nổi bàn thắng nào. Trong khi trước đó họ toàn thắng cả 5 trận, trong đó từng vượt qua cả AC Milan, Atalanta và FC Porto. Về phía Benfica, họ cũng đang gặp nhiều vấn đề khi cả 3 trận gần đây đều trắng tay. Đó là trận thua 0-2 trước Inter Milan ở lượt đi tứ kết UEFA Champions League mùa giải năm nay diễn ra ngay trên sân nhà và hai thất bại còn lại là trước FC Porto và Chaves ở đấu trường quốc nội. Với hai thất bại liên tiếp vừa qua tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, trong đó có trận thua trước chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch là FC Porto, thì lúc này khoảng cách giữa Benfica và Porto chỉ còn là 4 điểm. Rõ ràng, những gì đã thể hiện trong thời gian vừa qua của Benfica là khác xa với những gì họ từng thể hiện ở trước đó, đặc biệt là thời điểm ở vòng bảng UEFA Champions League, khi đó họ đã vượt qua cả Paris Saint-Germain và Juventus để giành lấy vị trí nhất bảng tại vòng bảng UEFA Champions League mùa giải năm nay. Về thông tin lực lượng, trước trận tứ kết lượt về giữa Inter Milan và Benfica, so với trận thua Monza cuối tuần trước, thì huấn luyện viên Inzaghi sẽ thực hiện một số sự thay đổi ở lần đón tiếp Benfica trong khuôn khổ tứ kết Cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay. Theo đó, tiền vệ Hakan Çalhanoğlu sẽ trở lại sau chấn thương để chám vào chỗ Henry Mkhitaryan, người đã thi đấu không tốt trong trận gờ đấu với Monza. Tiền vệ Marcelo Brozovic cũng sẽ trở lại trong đội hình xuất phát và đẩy Aslani lên băng ghế dự bị. Trên hàng công, Lautaro Martinez sẽ xuất phát ngay từ đầu để sát cánh cùng Lukaku. Trong khi đó, huấn luyện viên Smith bên phía Benfica sẽ không thực hiện thay đổi nào cho Benfica trong chuyến hành quân tới Italia vào rạng sáng ngày 20 tháng 4. Những gì mà nhà cầm quân người Đức sử dụng ở trận thua Chaves đang là lực lượng tối ưu của Benfica lúc này, khi những Julia Darek, Mihailo Ristic, Gokalo, Gudes đều vắng mặt vì chấn thương. Trong chuyến làm khách trên đất Italia đối đầu với Inter Milan, thì những cầu thủ quan trọng nhất của Benfica như Gokalo Ramos, Rafa Silva, Chiquinho, Fredis Aures, João Marino đều sẽ đá chính. Lúc này, theo các nhà cái châu Á, thì cả Inter Milan và Benfica đều không có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Trong đó, đại diện Serie A đã không thắng ở 6 trận gần đây trên mọi đấu trường quốc nội, bao gồm 5 trận tại Serie A và 1 trận tại Cúp Quốc gia Italia. Vì vậy, với khoảng cách 2 bàn có được sau trận lượt đi, đội chủ sân Giuseppe Meazza nhiều khả năng sẽ hướng đến một thế trận an toàn ở trận lượt về này. Qua đó hy vọng sẽ bảo vệ thành quả mà họ đã vất vả có được ở trận lượt đi. Vì vậy, với lợi thế sân nhà cùng với việc Benfica không có phong độ cao, Inter Milan hoàn toàn có thể làm được điều này. Về tỷ lệ bàn thắng trong trận đấu giữa Inter Milan và Benfica, thì hàng công thi đấu kém hiệu quả chính là nguyên nhân khiến cho Inter Milan không thắng ở 6 trận đấu gần đây trên mọi đấu trường.
Theo các chuyên gia, thì hàng công thi đấu kém hiệu quả chính là nguyên nhân khiến Inter Milan không thắng ở 6 trận gần nhất tại đấu trường quốc nội. Thậm chí 3 trận sân nhà gần đây họ đều thua và không có nổi bàn thắng nào. Gần nhất là trận thua 0-1 trước Tân binh Monza tại Serie A. Về phía đội khách thì Benfica cũng chung cảnh ngộ khi chỉ có được 2 bàn trong 4 trận gần đây, gần nhất là thịt ngòi trước Chaves, một câu lạc bộ vốn bị đánh giá thấp hơn nhiều tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Vì vậy, nhiều khả năng trận đấu giữa Inter Milan và Benfica sẽ kết thúc mà không có nhiều bàn thắng được ghi. Ngoài ra, một con số thống kê cũng chỉ rõ 3 trong 4 cuộc chạm trán gần đây giữa Inter Milan và Benfica, 16 trên 20 trận gần đây của Inter Milan và 3 trên 4 trận gần đây của Benfica đều khép lại với không quá 2 bàn cả trận. Ngoài ra thì 11 trên 12 trận sân nhà gần đây của Inter Milan và 5 chuyến làm khách gần đây của Benfica cũng chứng kiến tối đa chỉ có 2 lần lưới rung. Cũng theo các chuyên gia thì Benfica có thể sẽ ghi bàn trong hiệp 1, bởi theo thống kê 6 trên 9 trận gần đây và 7 trên 10 trận làm khách vừa qua trên mọi đấu trường đều chứng kiến Benfica ghi ít nhất 1 bàn trong hiệp 1. Hơn nữa, kịch bản tương tự trong hiệp 1 cũng xảy ra ở 10 trên 14 trận gần đây của Benfica tại UEFA Champions League. Vì thế, nhiều khả năng dù làm khách trên sân Giuseppe Meazza, nhưng Benfica vẫn hoàn toàn có thể nổ súng ngay trong hiệp 1 trong cuộc đối đầu với Inter Milan. Lúc này, các nhà cái châu Âu nhận định với chiến thắng cách biệt 2 bàn sau trận lượt đi ngay trên sân khách thì Inter Milan sẽ có được sự tự tin và có nhiều phương án tiếp cận ở trận lượt về này, và nhiệm vụ của họ sẽ là ưu tiên cho mặt trận phòng ngự. Trong quá khứ thì Benfica cũng chưa một lần đánh bại nửa xanh thành Mirano. Cụ thể là trong tổng cộng 4 lần chạm trán, họ chỉ hòa 2 và thua 2. Ngoài ra, một ông lớn khác của Bồ Đào Nha là FC Porto cũng từng bại trận trước Inter Milan tại vòng 1/8 UEFA Champions League vừa qua. Nên nhớ là FC Porto vừa giành chiến thắng trước Benfica trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Vì vậy, rất khó để Benfica có thể làm nên chuyện trên đất Italia ở trận lượt về này. Tiêu chung lại thì Inter Milan với việc không có được phong độ cao và đối thủ của họ ở trận đấu này là Benfica, đội bóng đang dẫn đầu tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Dù không có phong độ cao nhưng không thể xem thường. Chính vì thế, nhiều khả năng đội nhà sẽ chủ động nhường thế trận cho các cầu thủ khách, hướng đến một thế trận an toàn để có thể có kết quả hòa, qua đó giành tấm vé vào chơi trận bán kết Cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay. Vì vậy, đây là trận đấu được dự đoán sẽ diễn ra với một thế trận chắc chắn và đại diện Serie A nhiều khả năng sẽ có được thành quả mình mong muốn là một trận hòa. Với những phân tích trên, team bóng đá dự đoán dù không có được phong độ tốt nhưng lợi thế dẫn 2 bàn ở lượt đi sẽ giúp cho Inter Milan thi đấu với tâm lý thoải mái hơn ở trận lượt về này, và sẽ không bất ngờ nếu như thầy trò huấn luyện viên Simone Inzaghi là những người lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất của Cúp C1 châu Âu mùa giải năm nay. Team bóng đá dự đoán kết quả trận đấu sẽ là 1-1. Được biết, trận đấu giữa Inter Milan và Benfica trong khuôn khổ tứ kết lượt về Cúp C1 châu Âu UEFA Champions League mùa giải 2022-2023 sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2023. Theo bạn, giữa Inter Milan và Benfica, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.